Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình truyền hình Thủy sản vô hội nhập. Chương trình do VTV9 và truyền hình Việt Nam, hãng phim Tây Việt và Hiệp hội Chế biến xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP phối hợp thực hiện. Tiết mục toàn cảnh sẽ mở đầu chương trình với những thông tin đáng chú ý như sau. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long phấn khởi vì cá tra và tôm nguyên liệu được giá. Ngư Việt Nam được người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng. Chuyến thương trường kỳ này ghi nhận những kết quả khả quan từ các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm Việt Nam. Một thương hiệu sẽ giới thiệu đến quý vị sự quan tâm mở rộng thị trường nội địa của doanh nghiệp Minh Hà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt 15 tỷ đô la Mỹ, vượt chỉ tiêu đề ra 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, nông sản đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ, thủy sản trên 4 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, đạt mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, năm 2010 sẽ nâng sản lượng cá nguyên liệu lên 1,5 triệu tấn. Trong đó, sản phẩm xuất khẩu là 600.000 tấn, tiêu thụ nội địa 100.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho 20 vạn lao động. Năm 2020, sản lượng cá nguyên liệu đạt 2 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho 25 vạn lao động. Để đạt mục tiêu trên, đề án sẽ tổ chức lại sản xuất, hình thành vùng nuôi tập trung, sản lượng lớn, phát triển mô hình kinh tế tập thể và kinh tế trang trại theo hướng công nghiệp, v.v. Dự kiến đề án sẽ đầu tư 1.340 tỷ đồng, trong đó giai đoạn từ 2010 đến 2015 đầu tư 800 tỷ đồng, từ năm 2016 đến năm 2020 đầu tư 540 tỷ đồng. Tại đồng bằng sông Cửu Long, giá cá tra nguyên liệu loại 1 đã đạt mức 15.800 đồng một ký, loại 2 từ 14.500 đồng đến 14.800 đồng một ký. Cùng với tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ đã được điều chỉnh, nên sắp tới đây giá cá sẽ còn tăng, có khả năng vượt 16.000 đồng một ký. Mức giá đó đảm bảo người nuôi có lãi ít nhất là 500 đồng một ký. Từ trung tuần tháng 12 đến nay, giá tôm sú nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng. Hiện tôm sú loại 20 con một ký có giá 180.000 đồng một ký, tăng 21.000 đồng một ký so với đầu tháng. Loại 30 con một ký giá 132.000 đồng một ký, tăng 16.000 đồng một ký. Năm 2009 đánh dấu một năm thuận lợi của mặt hàng nghêu trong xuất khẩu. So với cùng thời điểm này năm 2008, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được hơn 17.600 tấn với trên 37 triệu đô la Mỹ về kim ngạch, tăng trên 50% về giá trị. Sản phẩm nghêu ngày càng được các thị trường khó tính như EU chấp nhận và người dân ở những quốc gia trong khối này ưa chuộng nhờ giá trị dinh dưỡng và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện EU cũng là thị trường nhập khẩu nghêu lớn nhất, chiếm gần 74% thị phần nghêu xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2009, Cà Mau chế biến gần 90.000 tấn thủy sản, trong đó chế biến xuất khẩu hơn 80.000 tấn. Mặt hàng chế biến chủ lực của Cà Mau là tôm đông lạnh, mặt hàng này đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 600 triệu đô la Mỹ. Sản lượng tôm khai thác và nuôi trồng đạt hơn 200.000 tấn, cung ứng tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và hàng tiêu dùng trong tỉnh. Theo dự kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau, sản lượng chế biến thủy sản năm 2010 tăng lên gần gấp đôi, với kim ngạch xuất khẩu gần 900 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 34% so với năm 2009. Kính thưa quý vị, năm 2009 có thể nói là năm đầy khó khăn với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Với mặt hàng tôm là tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, dịch bệnh, diện tích nuôi trồng biến động, cộng với những khó khăn chung của thị trường sau khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm và sự năng động ứng phó trước khó khăn trong nhiều năm qua, đã một lần nữa giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam gặt hái được những kết quả khả quan. Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam 11 tháng của năm 2009 đạt trên 3 tỷ 876 triệu đô la Mỹ, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2008. Trong khi kim ngạch các sản phẩm thủy sản như mực, cá tra, ba sa, cá ngừ đều giảm từ 7 đến 24%, thì kim ngạch xuất khẩu tôm lại tăng. Trong đó, tăng 7,4% về khối lượng và 0,7% về giá trị xuất khẩu, tương đương với gần 190.500 tấn, đạt trên 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ.
Đây là kết quả rất đáng ghi nhận từ sự nỗ lực của các doanh nghiệp thủy sản nói chung và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm nói riêng. Tuy rằng cái thị trường của thế giới thì nó gặp nhiều khó khăn về vấn đề suy thoái kinh tế, nhưng mà công ty chúng tôi phấn đấu đưa cái sản lượng lên và cái doanh số xuất khẩu là do nhờ thứ nhất tiết kiệm được cái trong cái sản xuất giá thành, thứ hai tăng cường làm cái hàng cao cấp, hàng giá trị gia tăng để có giá thành tốt để cạnh tranh với thế giới và đồng thời là đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng. Về mặt hàng truyền thống, tôm sú vẫn là sản phẩm xuất khẩu chủ lực, chiếm trên 75% giá trị xuất khẩu, có chỗ đứng khá vững chắc tại các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nga và Nhật. Bên cạnh đó, còn mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia. Doanh số xuất khẩu tôm sang các thị trường này chiếm gần 20% thị phần. Tuy nhiên, sự cạnh tranh thương mại giữa các quốc gia ngày càng gay gắt hơn, nhất là các doanh nghiệp thủy sản ở nước nhập khẩu, đã buộc các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam không ngừng cải tiến công nghệ chế biến, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, thị trường để cố gắng duy trì sự ổn định về khách hàng và tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Nhờ đó, trong năm 2009, tôm đông lạnh là sản phẩm xuất khẩu duy nhất có sự tăng trưởng về khối lượng và giá trị trong nhóm các sản phẩm thủy sản Việt Nam. Hiện nay con tôm Việt Nam, tôi có thể nói tự hào nói là đi khắp nơi trên thế giới. Ngoài những cái thị trường chính, thị trường lớn là những thị trường truyền thống của con tôm Việt Nam như là Nhật Bản, như là Mỹ, như là EU, thì hiện nay chúng ta đã mở rộng được và có những thị trường phát triển rất tốt. Ví dụ như là thị trường Trung Đông, thị trường Hàn Quốc. Trước đây thì Hàn Quốc cũng là một cường quốc xuất khẩu thủy sản, nhưng hiện nay thì họ đã mua tôm sú của Việt Nam rất là nhiều. Và theo tôi sắp tới đây là thêm một thị trường tiềm năng mà phải nói là thị trường rất lớn cho các doanh nghiệp. Bản thân họ trước đây họ cũng là nhà xuất khẩu thủy sản rất lớn, nhưng mà hiện nay họ cũng bắt đầu nhập thủy sản và trong năm 2009 này họ cũng đã mua rất nhiều từ Việt Nam. Tuy nhiên là mua qua những cái nhà kinh doanh nhỏ lẻ và theo tôi nghĩ là sắp tới đây thì cái thị trường này sẽ có những cái đơn hàng lớn từ những nhà doanh nghiệp lớn. Đó là tôi muốn nói tới thị trường Trung Quốc. Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm thủy sản xuất khẩu đối với mặt hàng tôm, trong đó phải kể đến sự có mặt của sản phẩm chế biến từ tôm thẻ chân trắng, hiện đang được nuôi trồng phát triển tại khu vực Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Sự góp mặt của tôm thẻ chân trắng đã đưa ra một triển vọng mới cho ngành thủy sản Việt Nam trước sự chuyển hướng tiêu dùng của thị trường, đã đem lại kết quả khả quan về kim ngạch xuất khẩu tôm. Cụ thể, giá trị xuất khẩu mang lại từ tôm thẻ chân trắng trong năm 2009 ước đạt 300 triệu đô la Mỹ, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu tôm chiếm trên 40% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Hiện nay, tôm thẻ chân trắng của Việt Nam đã có mặt tại 10 thị trường, trong đó Mỹ, Nhật và Hàn Quốc là 3 thị trường nhập khẩu tôm thẻ chân trắng lớn nhất. Hiện nay chúng tôi là 80% cho các con Waname, tức là con tôm thẻ chân trắng, còn lại là tôm sú và tôm biển khác. Thì với cái nhu cầu của thị trường ngày càng phát triển nhiều nhu cầu về cái con tôm thẻ chân trắng, nên chúng tôi đã tập trung để tạo cái nguồn nguyên liệu chủ động trong nước. Chẳng hạn như chúng tôi đầu tư cho cái ở nuôi trồng ở mỏ ó Sóc Trăng là khoảng 3.000 tấn một năm. Ngoài ra thì chúng tôi còn có liên kết chặt chẽ với là một số các nhà cung cấp ở Bình Thuận, ở Phan Thiết, Phan Rí và Phan Rang. Thì những cái vùng đó là hiện nay là nuôi rất tốt về chất lượng. Thật ra chúng tôi chú tâm vô cái con tôm thẻ chân trắng ở các vùng đó. Theo chúng tôi nhận định thì hiện nay cái con tôm thẻ là một trong những con tôm đang được thế giới ưa chuộng. Qua những hội chợ tại Boston hay những chợ Brussels thì ông thấy rằng đây là một cái mặt hàng có mang lại triển vọng rất lớn để tạo những công ăn việc làm, cũng tạo những cái nguồn thu nhập đáng kể và cũng là một cái khả năng để giúp cho các nhà máy phát triển. Cái năm 2009 mà các nhà điều chúng ta là ngành riêng ngành tôm mà vượt qua được như thế này tôi thấy rất là tốt. Và đó là một cái đà phát triển cho năm 2010. Thì đối với thế giới thì theo cái tinh thần nhận định chung thì thế giới năm 2010 thì ổn định dần dần. Thì nó ổn định được cái suy thoái kinh tế á, thì cái nhu cầu tiêu thụ hàng hóa chắc chắn là phải tăng. Và đồng thời á, là cái nguyên liệu tôm sú hiện nay á, trong nông dân họ nuôi á, năm 2009 theo tôi nhận định thấy đó, bà con họ nuôi có lãi cao, có lãi nhiều. Thì chắc chắn năm 2010 á, họ đồng loạt họ nuôi nhiều á, thì cái nguồn nguyên liệu sẽ dồi dào cho các nhà máy chế biến không bị thiếu hụt.
và đồng thời xuất khẩu thì có được cái sản lượng và doanh số cao hơn. Tôi nghĩ là đến năm 2010 sẽ tiếp tục phát triển con tôm Vaname, con tôm thẻ chân trắng này, và các cơ cấu tôi nghĩ sẽ tăng dần bởi vì đó là do cái thị trường nhu cầu. Và cái hiện nay người nuôi của mình cũng rất phấn khởi bởi vì nuôi tôm thẻ chân trắng có hiệu quả hơn, dòng quay nhanh hơn, và con tôm này nó rất là mạnh, thành ra cái môi trường tốt. Mà quan trọng nữa là con giống của chúng ta phải chọn đúng con giống của Nam Mỹ, của từ Hawaii, tất cả phải cái con giống tốt, thì tôi nghĩ rằng là con tôm thẻ chân trắng rất là tốt. Chúng tôi tin tưởng rằng bởi vì thực tế so với giá tiêu dùng, cho cái giá của con tôm thẻ trên thị trường nó giảm, nó thấp so với con tôm sú, và nó tạo một cái đang đó có một sự chuyển hướng về vấn đề tiêu dùng của thị trường nước ngoài. Và chúng tôi nhận định trong những cái đợt triển lãm, chúng tôi thấy rằng các khách hàng tập trung họ cũng quan tâm tới con tôm thẻ trân trắng rất là nhiều. Theo ý kiến của cá nhân tôi thì trong năm 2010 chúng ta sẽ có một cái bức tranh sáng sủa hơn rất nhiều so năm 2009, và tôi rất là lạc quan về thị trường cũng như là về nguồn nguyên liệu và cái đầu ra cho con tôm Việt Nam trong năm 2010. Nhìn lại kết quả xuất khẩu mặt hàng tôm năm 2009, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nói chung và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm nói riêng hoàn toàn có cơ sở bày tỏ sự lạc quan về thị trường năm 2010. Bởi lẽ, ngay trong thời điểm khó khăn nhất về khủng hoảng tài chính thế giới, về tình trạng khan hiếm nguyên liệu và rào cản thương mại, nhưng các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vẫn kiên trì lèo lái con thuyền kinh doanh vượt qua sóng gió, giữ vững tốc độ tăng trưởng khá tốt trong năm 2009. Thì không lý do gì lại khiến họ chững lại khi mà thị trường luôn có nhu cầu về sản phẩm tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam. Theo nhận định của Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, năm 2010, tôm sú vẫn là sản phẩm chủ lực, còn tôm thẻ chân trắng có thể đạt mức 150.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu của ngành tôm năm 2010 không phụ thuộc thị trường mà chủ yếu là do giá thành cũng như nguồn nguyên liệu tôm cho chế biến xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay các doanh nghiệp chế biến thực phẩm thủy sản Việt Nam chỉ chú trọng tìm kiếm các thị trường nước ngoài để xuất khẩu, để lại khoảng trống tại thị trường trong nước. Gần đây một số doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thị trường nội địa, cố gắng chiếm lĩnh thị trường ngay trên sân nhà. Một thương hiệu hôm nay xin chuyển đến quý vị những nỗ lực của công ty Minh Hà trong việc đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước. Phú Quốc, hòn đảo ngọc lớn nhất Việt Nam, có vị trí rất thuận lợi, được coi là ngư trường lớn với trữ lượng hải sản dồi dào và phong phú về chủng loại, trên 200 loài. Nhưng nổi tiếng hơn cả vẫn là loài cá cơm, giàu độ đạm, đủ sức cung ứng cho trên 100 nhà thùng, làm nên thương hiệu nước mắm Phú Quốc nổi tiếng. Không dừng lại ở đó, một xí nghiệp sản xuất nước mắm lâu đời tại huyện đảo Phú Quốc còn tâm niệm rằng để người Việt Nam dùng hàng Việt Nam thì công ty Thanh Hà chúng tôi luôn đa dạng hóa cái sản phẩm của mình, nâng cao chất lượng, và đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng bằng cách là cái quy trình sản xuất của chúng tôi tuân thủ theo cái tiêu chuẩn chất lượng HACCP của Hội đồng Châu Âu. Tiếp nối cái thành công này, từng bước Thanh Hà đã phát triển thêm một phân xưởng sản xuất rau củ quả chua ngọt và các loại mắm mang nhãn hiệu Minh Hà. Sản xuất Minh Hà cũng tuân thủ theo cái tiêu chuẩn chất lượng HACCP của Châu Âu và được cấp EU Code NM331 để Minh Hà lại tiếp tục có thể thực hiện được cái hoài bão của người Việt xa xứ, có thể ăn được những món ăn truyền thống của Việt Nam vào dịp Tết như là dưa món, củ kiệu chua ngọt ăn với lại bánh chưng và các loại mắm đặc trưng của người Việt Nam. Với khẩu hiệu đậm đà hương vị quê nhà, ngoài nước mắm nguyên chất, công ty Minh Hà còn phát triển thêm nhiều sản phẩm giá trị gia tăng có nguồn gốc từ nước mắm và các loại mắm đặc sản Phú Quốc như mắm cá cơm, mắm tôm chua, mắm nêm pha sẵn, cà pháo mắm nêm, cà pháo mắm tôm, nước mắm tỏi ớt pha sẵn, củ kiệu nước mắm, v.v. với mẫu mã phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Người Việt Nam ai cũng biết món ăn, làm bằng tôm, cá, ướp với muối, gia vị để lâu ngày gọi là mắm. Mắm có nhiều dạng như để nguyên con, sắc nhỏ, xay nhuyễn hoặc chỉ dùng lấy nước. Ở đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều loại mắm như mắm lóc, mắm sặc, mắm thái. Nhưng độc đáo, dễ ăn và hợp khẩu vị của nhiều người phải kể đến mắm tôm, mắm tép, mắm tôm chua, rau củ quả ngâm nước mắm,
của công ty Minh Hà, được sản xuất theo kinh nghiệm dân gian và tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại gia đình thường hay sử dụng các cái món chấm để mời bạn bè đến để làm những cái tiệc cuốn bánh tráng đồ này kia, thì hay sử dụng các loại nước chấm cũng như là các cái loại mắm tôm chua để cuốn với bánh tráng để ăn các cái món thuần túy Việt á. Thì trước đây thì mua ngoài chợ xài nhưng mà thấy vệ sinh nó cũng không đảm bảo. Thành ra vừa rồi đi siêu thị thấy có cái loại nước chấm mà các cái món chế biến sẵn của Minh Hà. Thành ra là mỗi lần có tiệc là cứ ra đây mua. Tết nay thì cũng thấy thích là có các cái loại chế biến để dành cho dịp Tết ăn chung với lại bánh tét như là tôm khô, củ kiệu, chua hoặc là các cái món dưa món mặn để ăn với lại bánh tét, bánh chưng. Tôi thường hay đi chợ mua thức ăn cho gia đình, nhưng sau này có những cái siêu thị bán về các thực phẩm bảo đảm chất lượng và giá cả. Trong đó thì tôi thích nhất là nước mắm của Phú Quốc làm bằng cá cơm. Thời gian gần đây tôi thích là một loại nước mắm pha sẵn, trong đó có tỏi ớt mới nhất của Thanh Hà, là đỡ tốn thời gian và vừa đúng khẩu vị của tôi. Mắm nêm là mắm cá cơm để lâu ngày cho thịt cá phân hủy mà thành, cũng có nét độc đáo riêng. Mắm nêm có mùi khăng khẳng, nhưng người thích thì khen thơm, một hương vị không lẫn với bất cứ loại mắm nào. Cá cơm có ở nhiều vùng, nhưng ngon nức tiếng là ở vùng biển đảo Phú Quốc, Thổ Châu, An Thới, Kiên Giang. Cá cơm làm mắm phải chọn con nhỏ, lựa không còn cá tạp, rửa sạch, để ráo rồi cho ăn muối, phơi nắng độ 15 ngày, mắm có mùi thơm thì ăn được. Trước đây, mắm nêm để nguyên khi sử dụng, còn hiện nay thường được lọc bỏ xương, bỏ cặn bã, vô chai, đóng nắp, dán nhãn, ghi rõ thành phần cấu tạo và trữ được lâu hơn. Chút dân dã trong những món ăn của quê nhà, món mắm thật khó quên đối với những người con xa xứ. Nhờ vậy, năm 2009, giá trị xuất khẩu của công ty Minh Hà đã tăng 20% so với năm 2008, chủ yếu là thị trường các nước châu Âu, Mỹ, Úc, v.v. Năm nay, công ty Minh Hà tiếp tục nghiên cứu đưa ra nhiều dòng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng trong nước, với mong muốn mở rộng các đại lý và mạng lưới phân phối tại hệ thống siêu thị Metro, Co.opmart, Lotte, Maxi.mart, Big C, v.v. để người tiêu dùng trong nước có điều kiện tiếp cận khoảng 10% sản phẩm chất lượng cao của công ty Minh Hà. Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thủy sản Giờ Hội Nhập kỳ này. Một lần nữa, Thảo Nguyên xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới, phát sóng vào ngày 18 tháng 1 năm 2010.